Theo yêu cầu của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, một loạt địa phương đang giả soát, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh công minh, có trụ sở tại tỉnh Bình Phước. Theo tìm hiểu, công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh công minh, tiền thân là một cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng và cây xanh đô thị tại tỉnh Đồng Nai, rồi chuyển về huyện Phước Long, Sông Bé, tỉnh Bình Phước hiện nay. Năm 1999, Đơn vị thành lập thêm cơ sở cây xanh và sinh vật cảnh, sống cây trồng công minh tại Đông Xoài, Bình Phước. Năm 2008, công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh Công Minh chính thức thành lập, bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực thi công, chăm sóc các công trình cây xanh, cảnh quan đô thị, duy tu, nạo vét thoát nước. Theo báo cáo Bình Phước, giai đoạn năm 2013 đến 2017, tổng doanh thu của công ty đạt 648 tỷ đồng, bình quân đạt 129 tỷ đồng một năm nộp ngân sách nhà nước hơn 25 tỷ đồng, bình quân hơn 5 tỷ đồng một năm. Năm 2017, công ty này có số vốn điều lệ là 50 tỷ đồng với thành phần cổ đông gồm ông Nguyễn Công Minh 97% và số còn lại thuộc về người có cùng địa chỉ thường trú với ông Minh là bà Trần Thị Hương Giang 3%. Đến tháng 7 năm 2017, cơ cấu cổ đông lúc này được đổi thành bà Lê Thị Hòa 95% và bà Nguyễn Thị Kiều Oanh 5% cập nhật tại ngày 18 tháng 7 năm 2022, vốn điều lệ cây xanh công minh ở mức 60 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ sở hữu của bà Lê Thị Hòa và bà Nguyễn Thị Kiều Anh vẫn được giữ nguyên, lần lượt là 95% và 5%. Ở ngày thay đổi gần nhất, tức ngày 4 tháng 1 năm 2024, giám đốc kiêm đại diện pháp luật của công ty là bà Lê Thị Hòa, sinh năm 1983. Bà Lê Thị Hòa từng có thời gian làm quản lý nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn Grotech Vina, năm 2006 đến 2010, sau đó đảm nhiệm chức vụ quản lý hành chính nhân sự tại Cây Xanh Công Minh năm 2010 đến 2016. Nữ doanh nhân này tính đến tháng 6 năm 2020, còn nắm đến 90% vốn công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Cây Xanh Công Minh, vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Danh sách cổ đông còn có ông Lương Văn Khiêm, sở hữu 10%, doanh nghiệp này thành lập vào năm 2017 và từng đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực trồng rau, trồng hoa và cây cảnh trước khi chuyển sang mảng kinh doanh bất động sản vào năm 2020. Dù vậy, đến tháng 3 năm 2023, doanh nghiệp đã ngừng hoạt động. Hệ sinh thái nhóm này còn có công ty cổ phần tập đoàn Công Minh được thành lập từ tháng 6 năm 2019 với vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Hoạt động chính trong lĩnh vực nhân và chăm sóc cây giống hàng năm. Song cũng giống như thương mại dịch vụ cây xanh Công Minh, tháng 4 năm 2023, tri cục thuế quận Bình Thạnh cho biết doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động. Ngoài ra, từ đầu năm 2018, công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh công minh còn là cổ đông lớn nắm 17,86% vốn tại công ty cổ phần công trình đô thị Sóc Trăng. Bên cạnh các cổ đông khác là Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, 38,89%. Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô chuyên dùng hiệp hòa, 17,86%. Công trình đô thị Sóc Trăng tiền thân là công ty quản lý công trình đô thị thị xã Sóc Trăng. Năm 1997, công ty chuyển thành doanh nghiệp nhà nước với tên gọi là công ty công trình đô thị. Năm 2010, công ty chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công trình đô thị tỉnh Sóc Trăng. Năm 2018, doanh nghiệp này chuyển đổi sang hình thức cổ phần với tên gọi công ty cổ phần công trình đô thị Sóc Trăng. Đáng chú ý, vào thời điểm chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, doanh nghiệp này đã tăng vốn lên 56 tỷ đồng với cơ cấu cổ đông, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng góp 21,77 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh Công Minh góp 10 tỷ đồng công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa góp 10 tỷ đồng và các cổ đông khác. Cuối năm 2018, ông Lâm Hữu Tùng xuất hiện trong danh sách cổ đông với vốn góp gần 6,2 tỷ đồng. Với sự tham gia của nhóm chủ mới, thượng tầng của USD cũng được thay đổi khi một loạt nhân sự cấp cao được bổ nhiệm vào cùng ngày 31 tháng 12 năm 2017. Theo đó, ông Lâm Hữu Tùng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Đào Mạnh Hùng cá nhân đứng tên cổ đông ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa và bà Lê Thị Hòa giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị. Sau gần 6 năm đồng hành, đến cuối tháng 6 năm 2023, bà Lê Thị Hòa rời ghế thành viên Hội đồng Quản trị của Công trình Đô thị Sóc Trăng. Song song với sự rút lui của bà Hòa, cây xanh công minh cũng đã có động thái thoái vốn sau khi bán ra 565.000 cổ phiếu vào tháng 6 năm ngoái. Kết thúc giao dịch, cây xanh công minh còn nắm 7,77% cổ phần. Khá trùng khớp trước khi cơ quan điều tra bắt đầu xác minh các hành vi sai phạm của cây xanh công minh, Doanh nghiệp này đã tiếp tục bán toàn bộ cổ phần tại công trình đô thị Sóc Trăng, tương ứng với 435.000 cổ phiếu. Vào tháng 7 năm 2023, cây xanh công minh hạ tỷ lệ sở hữu tại USD xuống còn 7,7%, rồi đến tháng 2 năm 2024 thì chính thức thoái hết vốn. Đi cùng với động thái này, bà Lê Thị Hòa cũng rời ghế thành viên hội đồng quản trị của công trình đô thị Sóc Trăng sau gần 6 năm gắn bó. Ít ai biết, cuối năm 2014, Doanh nhân sinh năm 1972 Nguyễn Công Minh, còn lập nên nhiều công ty họ Công Minh khác, có thể kể đến như công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh Công Minh Lâm Đồng, đặt trụ sở tại tỉnh Lâm Đồng và hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng. Ở lần thay đổi thông tin gần nhất, công ty này đã đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hòa Bình Xanh, trụ sở chuyển về huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình với vốn điều lệ 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ cây xanh Công Minh Đắk Nông, hoạt động trong lĩnh vực trồng rau, cây cảnh vốn điều lệ là 2 tỷ đồng. Công ty này hiện đã đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Việt Nam Xanh. Theo thông tin trên cổng thông tin đấu thầu, công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh công minh đã tham gia 228 gói thầu tại khắp các tỉnh thành với tỷ lệ trúng thầu cao. Loại trừ các gói thầu chưa có kết quả, bị hủy, tỷ lệ trúng thầu của công minh là 172 trên 209 gói thầu, tương đương với hơn 82%. Tổng giá trị trúng thầu lên đến 1.991 tỷ đồng trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 1.201 tỷ đồng. Doanh nghiệp này trúng thầu tại nhiều tỉnh thành với tỷ lệ lớn là Bình Phước 26, Thành phố Hồ Chí Minh 16, Đà Nẵng 17, Long An 12, Tây Ninh 10, Đồng Nai 7, Kiên Giang 7. Một số gói thầu mà cây xanh công minh đã tham gia có thể kể đến như tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 6 năm 2022. Phòng Quản lý Đô thị Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án chăm sóc cây xanh trên địa bàn thành phố năm 2022 đến 2023, trị giá hơn 65 tỷ đồng. Theo đó, liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích quận 2, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng môi trường xanh, công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh công minh đã trúng thầu với giá trúng thầu hơn 51,7 tỷ đồng. Tiếp đó, vào tháng 7 năm 2022, Phòng Quản lý Đô thị Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án nạo vét hệ thống thoát nước thành phố Thủ Đức năm 2022 đến 2023 với giá trị mời thầu là 94,8 tỷ đồng, lên danh nhà thầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích quận 2, công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh công minh. Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành trúng thầu với giá trúng thầu là 92,9 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 22 tháng 7 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Tại Bình Dương, tháng 3 năm 2021, Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu trồng, thay thế cây xanh xung quanh khu vực Trung tâm Hành chính tỉnh. Liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh công minh và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng môi trường duy tân trúng thầu với giá trị là 9,45 tỷ đồng. Tại Bình Phước vào tháng 1 năm 2012, xí nghiệp công trình công cộng thành phố Đồng Xoài cũng lựa chọn nhà thầu là công ty Công Minh thực hiện gói thầu duy trì, chăm sóc cây xanh và thảm cỏ trên địa bàn thành phố Đồng Xoài năm 2022 với giá trị mời thầu là hơn 24,78 tỷ đồng. Giá trúng thầu của công ty Công Minh là 24,68 tỷ đồng. Tháng 1 năm 2020, liên danh Công Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn xây dựng thương mại Huy Hoàng được phòng kinh tế và hạ tầng huyện Phú Diềng thông báo trúng thầu gói thầu trồng cây xanh và xây dựng hạ tầng công viên trung tâm huyện với giá trị gói thầu là 6,13 tỷ đồng. Tại Quảng Ngãi, công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh Công Minh đã liên danh với công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh Tây Nam Bộ thực hiện dự án trồng cây xanh khu vực trung tâm đô thị Đức Phổ và các trường học trên địa bàn thị xã Đức Phổ với tổng kinh phí thực hiện là 13,5 tỷ đồng thuộc công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 4. Chủ đầu tư dự án là phòng kinh tế hạ tầng huyện Đức Phổ, nay là phòng quản lý đô thị thị xã Đức Phổ. Công trình được triển khai thi công từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 11 năm 2020 thì hoàn thành. Ở Phú Quốc, liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh Tây Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh Nam Trung Bộ, cây xanh Công Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn cấp thoát nước và dịch vụ môi trường, cây xanh Mina chung gói thầu số 6 thi công nạo vét thuộc dự án duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Phú Quốc, với giá trúng thầu là 84,8 tỷ đồng, giá gói thầu là 87 tỷ đồng. Bên cạnh đó còn có gói thầu chăm sóc, duy trì cây xanh thuộc dự án chăm sóc duy trì cây xanh từ ngã ba sân bay đến khu tái định cư, dân cư suối lớn, phòng xoay ngã ba công binh đến dốc cột 6 trên tuyến đường An Thới Dương Đông, phòng xoay bãi vòng, phòng xoay tái định cư khu phố 5, khu tái định cư Gành Dầu, công viên khu tái định cư là 10,2 ha với giá trúng thầu là 13,4 tỷ đồng, giá gói thầu là 13,6 tỷ đồng.